Hiện trường tai nạn tàu khách Bắc Nam đâm ô tô tải, đầu máy và một toa văng khỏi đường dây. Sáng ngày 27 tháng 1, tàu SE4 từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Hà Nam bất ngờ va chạm với một ô tô tải chở gỗ, khiến đầu máy và toa xe bị chật bánh, văng ra khỏi đường dây. Vào khoảng hơn 4 giờ, sáng ngày 27 tháng 1, tàu khách SE4 từ thành phố Hồ Chí Minh ra đi hướng Phủ Lý Hà Nam, chạy đến km 46 270, lý trình đường sắt thuộc địa phận tổ dân phố Hoàng Thượng, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 37H01867 chở gỗ khi xe tải đi vào đường tàu. Cú va chạm mạnh đã khiến đầu máy mang ký hiệu D19E 946 bị văng ra khỏi đoàn tàu, rơi xuống mương nước cạnh đó. Toa tàu số 2 sát đầu tàu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu văng ra, chỉ còn một đầu nằm xoay ngang trên đường dây. Phía ô tô tải cũng bị cuốn vào đường tàu, lật nghiêng và biến dạng phần thân trái. Toàn bộ hàng hóa trên thùng xe là các cây gỗ bị văng vào đường sắt. Rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong về người. Tuy nhiên, do cú va chạm mạnh, đầu kéo của tàu hỏa bị hư hỏng, phải nhờ tàu cứu hộ kéo đi để sửa chữa. Vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc Nam tạm thời bị gián đoạn, nhiều tuyến tàu phải dừng ở các ga để chờ khắc phục sự cố. Các lực lượng chức năng đang tập trung giải tỏa để sớm thông tuyến. Theo đại diện tổng công ty đường sắt Việt Nam, lái tàu và toàn bộ khách may mắn đều an toàn và được trung chuyển bằng ô tô về ga Hà Nội. Khu vực xảy ra va chạm không phải là giao cắt đường sắt và đường bộ. Xe tải đi trên quốc lộ 1 song song đường sắt đã lao qua hàng rào hộ lan va chạm với tàu hỏa. Đơn vị cũng đánh giá vụ tai nạn nghiêm trọng, thời gian cứu hộ kéo dài, các lực lượng đang cố gắng giải phóng toa xe để thông đoạn đường sắt qua Hà Nam. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, một số tuyến tàu trên tuyến Bắc Nam sẽ bị chậm giờ trong ngày hôm nay. Tàu SE7 khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng đã phải hủy.